ngơi được tối một đêm thôi mà hai sáng là đường nè trắng bóc hết. Mà nó gơi này tiết này ha, tiết này nó sẽ mau tan cả nhà ơi, tại vì nó không có độ ẩm, tiết mà nó tiết nước người ta cạo này cả nhà, mà nó gơi trong vòng đêm hồi tối thôi mà nó quá trời luôn. Ngày mai hình như nó độ cộng là nó sẽ tan, độ cộng nó trời mưa nó sẽ tan ra hết, nhưng mà nó tiết này cái gì nó không có đóng lại hả, nó chìm nhẹp à, trời mưa cái nó chìm nhẹp. Chào mà cô chú. Bà cô chú ơi, con muốn ngủ nè, con quậy nè. Yeah. Chào mà cô chú ơi. Ba ba. Mama. Yeah. Yeah, cái mama đi. Ấy da, chị cha. Gắt ơi. Bây giờ khỉ vậy nè, ông bà cô chú ơi khỉ lắm nè. Gắt. Con làm gì đó? Con làm gì đó? Ôi ôi, trời ơi ngồi vậy mà khoái chí nè, ông bà cô chú ơi ba nó ẩm gì mà khoái chí nè ông bà chú ơi. Trời ơi. Nè, nó happy, nè. Hả? Bye bye. Nè, nó vô rồi, dán vô miệng luôn rồi. Hả? Dắt ơi. Bà ẩm. Bà ẩm, lẹ lên. Đưa tay cho bà ẩm. 1, 2, 3. Đây mình nấu nấu tăm kim chi cả nhà. Đóng kim chi siêu cay, nấu với thịt với tàu hũ, canh kim chi, cái này mình nấu mình ăn thôi cả nhà ơi. Jessica là nó thèm lắm nè, nó thèm, nó chịu ăn cay thì nó ăn được. Còn bên đây cha con này ăn cái gì đây? Đây là cha con ăn cái hộp gà chicken này cả nhà. Hôm qua mình mua. Nóng không vậy? Không nóng cho em miếng đây nè. Dắt ăn đi. Quế. Ừ, nó cứ quay hoài mệt quá. Người ta muốn ăn mà cứ quay. Thôi ăn luôn. Chị hai với ba làm gì á? Gỡ cái đó ra hả? Xin chào bà cô chú. Nè bà cô chú ăn cái gì con? Ăn cái thịt nó gần hả? Cái này là gà. Gà cục năm cái đội. Cái này cục gọi gà gì vậy? Cái này là 5 đội gà này cả nhà. Mà gà này nó không được Nó dai luôn. Nó dai. 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 Nó d
xuyên sao vậy? Nè, liệt quá em, chắc này. Chắc nó bốc nó ăn nè, mời chú. Bây giờ xé ra để đó bốc ăn nè. Nhưng mà cái này nó mặn á. Ha. Cái này sắc, biết phi điên sắc. Phi điên sắc. Mấy cái sắc. Ok. Biết không? À. Em thử cho mấy cái. Đông thôi bỏ. Để đông thôi sợ. Mặn quá. Gà cục rất mặn á. Ketchup đó. Mất ăn gì mà chú ơi. Bây giờ con cũng tự xử à. Cho thử ăn miếng màu đỏ thử coi. Đây có tiền. It looks like a Dorito. A spicy Dorito. Cái này có út, có phô mai. Út thì cái nào? Út gì đi? Paprika. Smell some chili cheese. Hít thử út. Một bên. Nó chỉ còn bên đây nó cũng có nha, xong con ăn. Cái chắc là thôi chicken chả. Nó có chili cheese. Cái này cho dắt. Chili cheese, cái này cay. Cái này paprika không có cái gì ca đi con. Lưu xì đó. Có dắt nè. Cho dắt nha. The cheese off. Dắt ăn nữa nè ông bà cô chú ơi. Dắt ăn nữa nè. Đã ăn thôi liệt. Cái này hoa luôn. Yes, do anh luôn chứ. Cái cục này cục gì đây? Cục này ăn, cục này thử ra. Paprika. Nó lưu đó nè. Ừ, nhắc nó ăn ông bà chú à. Mình đi ăn cơm kim chi à. Mình ăn cái này mình ngán quá. Mẹ nấu cơm kim chi. Cơm mẹ nấu canh kim chi á. Ủa nhắc nó ăn thấy ngon luôn nè ông bà chú ơi. Bây giờ ha, xé ra bóc, bóc tự bóc. Mình để xuống nó tự bóc vô miệng ăn. There's more cheese on this one. Ngon. Nghe thì bên ngon nè. Cái này là gì? This supposed to be my chest. Cái cục này ha, cục dài. Dài khác. But it can also be mine. But it's mine. Bà. Doanh với mẹ là, Doanh với Hó là chấm cắt chuột thôi. Còn hai cha con kia là chấm tùm lum súp. Đúng là nguồn bằng vest đó. Mặn quá. Mình lưu ở nè. Thôi mấy cha con ăn ngon đành luôn. Còn mình ăn không vô cả nhà. Mình đi lấy canh kim chi ăn. I want the crust. I want to be the crust to be crunchy. This is soft. The crust. It's too much chicken. I'm digesting too much. Okay, yes, give it a bit. One bite. Give it a bit. Yum. Mời cả nhà nghe, canh kim chi. Hey, yo. I want to take a bite. There. I want to take a bite. I want to again. Yo-ho. You want to come. Can you tell me for me? Oh. Mm. Mm. No. Mm. Hey, Baba. Mm. Baba, for one, give me a bit. Oh, yeah, I've got a bit. It's just a bit. Tito. Yeah, you're so mean. I need to yell out. Oh, mommy, not me. Cho Doanh một, ừ, cho Doanh một cục nó gấp. Bây giờ nó ăn giỏi, mommy, ăn hết hai cục ba. Nè, ông bà chú ơi. Cái này ăn. Cái thì nó mới đúng. Tại cái kim chi nó chua đó, mình nấu hả nó ra cái chất chua ngon lắm cả nhà.
thử chung phủ. À, yes, yeah. Không này ướt này mấy cho nhắc đi. Sao giống như con thích ướt. Sao tự nhiên cái nào ướt trời em vậy, để em bên đi. Em nhiều quá. Em ăn hết hả? Mẹ cho con thử xíu xíu thuộc nè. Where's yours? Tika, where's yours? What? Where's yours? I see the sweet tooth. Ew, look at mom. Lai á. Yes. Trời ơi, xem nêu với tao khác. Không có điểm là miếng nào. Để cho con thử miếng thịt. Không có sai miếng nào luôn. You didn't even try this. I mean the chicken. Xì đờ cả nhà. Cider, cái này cider chanh này cả nhà. Nóng á. Nó nói. Ừ, ăn thêm nè. Nó còn không. Còn không ăn cơm kìa. Không. Ừ, dạ ăn giỏi lắm mà cô chú à. Nhân sự ăn này. Các bà với súp ba kêu kim chi mà. Ôi chân mà. Chồng mình ăn gì no rồi cả nhà. Nó không có miếng nào, nó của con nó là gì vậy? Nhà dắt ốc con nè. Ốc nào hả? Thắt xem mấy kia. Hi hi. Sao mẹ được uống cái đó cho anh được uống với mẹ? Nè, cái này bia đó. Cái gì đó? Mời cả nhà nha. Hôm nay nói gì nè? Dạ mẹ. Daddy, Tika, Daddy gonna taste water for you. I know that. Hon frågar inte än. Jo. Va? Så stor glass vatten. Jaha, det gör det inte. Ngồi đó. Xin chào mọi đứa bye bye. Nó tranh thủ đẻ, nó ăn xong rồi nó đi coi tivi nữa rồi, ông bận chú ơi. Vi ska sätta på en film idag igen. Trời, bye bye titta. Kom. Holy shit. Nej, ja, det är mycket mat på vägen. Hết sảy à? Ăn với cơm. Ăn với cơm hết sảy con bà Bảy. Đúng rồi. Kim chi nó ra nước chua chua nó nấu hả mình hầm. Thôi để nó ba đi. Mình hấp nó ngon lắm cả nhà. Mama. Mà. Thôi ăn thử prova. Cho ba thử coi. Cho ba thử không? Nhìn thấy rồi đó. Good. Oh my god. Good. Vad är det för något? Good. Kimchi. Det är starkt. Ja. Sack. Good. Good. Konstigt. Jag vet inte vad jag ska säga. Hör du ngon không? Để coi. Để con từ từ cảm nhận. Nè, ba nói gì nè, ba không có biết ba nói gì nữa. Ba mẹ ăn mà không biết cảm nhận gì hết. Ba nói chạy. Ủa nè, miếng nó. Ủa, đi tăng rồi nè. Spicy as hell. Cái này trời lạnh hay là ăn cái canh kim chi này là ngon luôn á. Không ăn nữa hả? Nghỉ hả? Nghỉ ăn rồi. Em nói no rồi. Vô. Hello, vatten. Vô. Pappa, mamma vill skål. 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 Oh my god.
Cái này uống xỉn lúc nào cũng hay á ông bà cô chú ơi. Tại vì nó cider, nó cider trái cây á, mình uống nó ngọt ngọt á. Chua chua ngọt ngọt á, cho nên mình nó uống không có cảm giác nữa, mà uống uống mồi nó xỉn lúc nào cũng hay. Canh. Ờ đúng rồi. Ô, canh với cơm với thịt. Em ấy no nè ông bà chú ơi. Ngon quá. Mấy đứa con ở nhà. Nó ba hồi nó ăn cái này, ba hồi ăn ra là giặt không cái nào. Cho nên bữa giờ không có dọn món nào mà ha, nghiêm chỉnh á. Thế ăn cái gì ăn cái đó. Dì mời. Để bữa nào. Con. Cho con trái cây. Dạ ăn một hồi nó mới thấm á. Mình là nấu lên hả, siêu cay cỡ nào mình cũng ăn được hết, mình không có ngán, cả nhà mình không nấu lên rồi dầm hay sao á, làm siêu cay mình ăn mình cảm thấy ok. Còn mà cắn trái ớt cái gì á nó tê cái đuổi là mình khó ăn đồ, mình cảm thấy nó cay mình ăn không nổi. Còn cái này mình nấu lên nó cay đều á, cho nên mình cảm thấy mình ăn được. Con dạy con cái nhảy khác. Cái này học ở đâu vậy trời? Cái này học giống bà Sẩm vậy trời. Dắt nó có anh cho nó ở nhà, nó đâu có ngủ thẳng giấc đâu ông bà chú ơi. Cho nên nó dậy rất là sớm. Xong rồi ha, trưa nó cũng không có ngủ được nhiều nữa, nó ngủ xíu thôi. Xong bây giờ ha là nó hơi đuối rồi. Nó hơi đuối, nó ra làng nó hơi đuối là nó muốn ngủ rồi đó. Ông bà cô chú ơi, nó cỡ chừng chừng nửa tiếng hay tiếng nữa là nó đuối rồi, nó đuối là nó ngủ rồi. Tối nay nó ngủ sớm á. Nếu không mà nó ngủ trưa mà nó ngủ thẳng giấc nó ngủ cỡ chừng 3 4 tiếng thôi. Xong rồi là tối ha nó thức tới 12 giờ đêm hay hơn 12 giờ đêm mới ngủ không ông bà cô chú ơi. Chắc ơi, chắc chào ông bà chú nè, chắc chào ông bà cô chú, chắc ơi, chắc chào ông bà cô chú, con đang làm gì đó, hả? À? Con nhìn chị Hai hả? Con coi chị Hai làm hả? Con chị coi chị Hai nhảy hả? Chào ông bà cô chú ơi, chào ông bà cô chú, ờ. Chào bà cô chú. Chào bà cô chú ơi. Bác chào bà cô chú. Bà cô chú ơi. Con đì lắm không bà cô chú ơi. Bà cô chú ơi. Ủa. Bà cô chú ơi. Đâu rồi? Đâu rồi? Gấp rồi. Chọc vô mắt nè. Không được nè. Không được chơi như vậy nè. Không được nè. Đây. Dạ, tới chào tạm biệt ông bà cô chú đi con. Ông bà cô chú ơi. Con quậy nè. Con quậy không? Con quậy không? Không má mà cái kìa. Không má mà cái. Ok, bây giờ con biết rồi. Ô bây giờ, ô bây giờ. Hay là con có biết con có làm sai không? Mà con nhắm như con làm sai mà con có biết con có làm sai. Trời ơi. Nãy nó làm cái gì mà nó sai, nó bị hận đợi ông bà cô chú ơi, bây giờ nó mới nhớ. Ở đây nó mấy cái vấn đề dạy nhạc, dạy nhảy này cái rõ nó không có chuyên cả nhà ơi. Nó không có chuyên về cái đó. Mình muốn kiếm cái trường riêng để cho Jessica nó học thêm mà không có cả nhà ơi. Cái này nó chỉ có dạy trong trường trường lớp học thôi. Nó không có chuyên nhiều. Rồi, chào tạm biệt ông bà chú. Con
công quên vậy. Con chỉ em bảo cái chú là công quên mà con làm không có chỉ. Con nhớ. Bị khớp á. Nhảy trong bà cô chú coi thì bị khớp á. Bị khớp cái quên, quên đầu quên đi. Rồi chào tạm biệt ba chú đi. Bà cô chú từng con nhớ giác thì bà cô chú đăng ký cho con giác nha. Cảm ơn bà cô chú. Các bạn muốn ngủ đèo bà chú hay các bạn muốn ngủ nó nhũng nhẽo bà cô chú ơi. Video mình quay tới đây, hẹn cả nhà vào clip sau. Bye bye cả nhà. Bye bye bà cô chú. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.